Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Khoảng 19 giờ 50 phút ngày 28 tháng 7, tại thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, xảy ra việc đỗ Thế Hướng, sinh năm 1991, dùng hung khí tác động mẹ ruột, dì ruột nhiều nhát. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị L dì ruột của Hướng sang nhà chị gái ở cùng thôn An Đoài, cách nhà khoảng 150m chơi, thì bị Hướng, con của chị gái vung dao trúng đầu vào tay. Đối tượng Hướng sau đó cũng vung dao nhiều nhát vào mẹ của mình. Hai nạn nhân đã được đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, thành phố Hà Nội ngay sau đó. Theo người dân sinh sống ở gần đó, đối tượng Hướng mắc bệnh tâm thần lâu năm, sống với mẹ ở thôn An Đoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.